Rồi, hello các bạn, Michael Miu Trang channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Robot One. Đó, phần này mình sẽ dùng sử dụng là Universal Custom nha. Đi tiếp theo phần Echat nha các bạn. Rồi, phần này mình sẽ sử dụng là Vdip Toy and Cadabot Mine nha các bạn. Đó, mình sẽ đi kết thúc chuỗi series này của Robot One này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái kia là gì màu xanh này. Sau đó mình sẽ biến vô trong cái thùng giấy kia nha. Đó, biến vô trong cái nền nhà này. Rồi mình sẽ đi ngang qua đây. Đó, mình sẽ ra ngoài. Khúc này là mình không có thể chạy vô như kia được nha. Khi mà mình lấy cái dàn chín đó là mình dịch chuyển cái khúc vào đây là mình sẽ chạy vô trong thang máy rồi, chắc chắn sẽ qua vòng nha. Còn này mình sẽ dịch chuyển xong trước, sau đó mình mới vô lấy dàn sau nha. Đầu tiên là mình sẽ thả ra một con cái đếp toy. Đó, giờ mình sẽ vô đây mình đứt các bạn. Sau đó mình sẽ vô thang máy này, mình sẽ nhử ông đặc vụ này, hai ông đặc vụ này, mấy ông đặc vụ này vô trong cái thang máy này luôn. Ok. Đó, thế là mình đã dịch chuyển được hơn quá công nhạc học gì đang nghe luôn các bạn. Rồi, chờ ông nhạc học này vô cho đây. Tức là chúng ta đã dịch chuyển xong 3 nhân vật nha. Tiếp tục mình sẽ dịch chuyển trong đặc vụ bên này, thả con mình đếp to ra. Đó, sau đó mình sẽ chạy vào đây liền các bạn. Không phải là ông vòng qua đây, ông nghe tiếng chuột là ông sẽ xuất hiện cho mình ngay. Rồi, nút đây là an toàn nha. Ok, bây giờ là mình sẽ vô cái phòng này. Đó, đây có một ông đặc vụ, bây giờ mình sẽ dịch chuyển ống ra ngoài luôn nha. Bây giờ mình sẽ thả của mình để toi cho nó chạy lên chạy xuống. Đó, đứng đây mình chờ, coi ông có nghe tiếng của mình để toi của mình là không nha. Rồi, không nghe luôn các bạn, bây giờ mình đợi thôi. Đợi cho ông đi xuống dưới đây các bạn. Mình sẽ nhử một cách khác. Đó, thì cho ông ra vào đây luôn. Đó, thì máy mình bây giờ mình sẽ thả mình đốt tôi gần lại nhất. Rồi, sau đó mình sẽ mở thang máy này lên. Thả cho con ra vào đây, chúng ta sẽ chạy vô đây. Rồi, chúng ta đã an toàn nha. Thế là ta chắc chắn sẽ chạy vô nha các bạn. Rồi, yes, mình đã di chuyển thành công toàn bộ nhân vật này nha. Bằng sử dụng bằng cái đếp toy and cái robot mine. Bây giờ mình sẽ lấy full gun và đi qua vòng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa đi qua vòng. Đó, bạn nào thích kênh Minh Trang Channel của mình làm video hay hấp dẫn, các bạn nhớ nghe ấn comment like, share, subscribe của Minh Trang Channel của mình. Đó, để giúp kênh của mình mỗi ngày một cái chuyện nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục vòng level 5. Đầu tiên mình sẽ đặt lại hai cái cái robot mine. Đây có một cái. Khúc này mình sẽ đi sau lưng mình sẽ đi sau lưng ông Bolero xanh này. Mình sẽ thả con Bolero to vô trong cái phòng kia. Đó, để cho ông xuống một vòng đi các bạn. Mình sẽ thả bên Bolero to vô đây. Đó, bây giờ mình sẽ núp lúc này là an toàn nhất nha. Rồi, để cho ông Bolero nghe, sau đó chúng ta sẽ chạy qua bên này nha. Rồi, ông quay qua rồi các bạn. Mình sẽ kiểu liều mạng nha, tức là mình đã dịch chuyển xong. Bây giờ mình sẽ thả thêm một con dưới đây nữa. Nhưng mà thả con với đứa to dưới này là sẽ ảnh hưởng đến cái ông Bolic bên tay phải mình nha. Chắc chắn mình dưới đây mình sẽ đặt một cái thứ đó mai để phòng ngờ nha các bạn. Rồi, ổng sẽ nghe thì ổng sẽ vô đây, đặt đây. Đó, lần này mình núp cho an toàn nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi xuống luôn các bạn. Đi xuống dưới này luôn. Đó, khúc này là an toàn rồi, mình sẽ thầy thẳng đây bấm một cái lo này các bạn. Rồi, mình sẽ núp bên hông đây. Để cho bốn áo xanh này quay qua, chúng ta sẽ vô trong này thôi. Rồi, khu này chúng ta sẽ đặt một cái robot mine. Rồi, dùng cái đó to chúng ta sẽ dịch chuyển nó, đó là xong. Rồi, để cho đi xuống thôi nha các bạn. Ok, thế là ổng đã bị dính vô cái robot mine của mình nha. Rồi, bây giờ mình chúng ta sẽ đi qua dòng đó các bạn. Thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh của mình nha. Giờ mình sẽ dừng bình luận ở tại đây nha. Oh.
Huh?